Tầng thấp nhất của con thuyền này giấu một thi thể mục giữa. Hai mắt đã bị lấy ra, có rất nhiều ống dây nối toàn thân để duy trì trạng thái sống. Bác sĩ cẩn thận gỡ mặt nạ ra, ai ngờ trong miệng thi thể có rất nhiều giòi bọ. Bác sĩ sợ hết hồn, nhưng hai người canh gác gần đó lại cực kỳ bình tĩnh. Dục ông ấy mau xử lý rồi cút đi. Sau đó bác sĩ lấy ra hai bình thuốc, tiêm vào cổ thi thể. Nhưng ông ta đâu có ngờ mũi tiêm này sẽ hại chết toàn bộ người trên thuyền. Con thuyền đang áp tải một nhóm phạm nhân tử hình chạy trốn tới Philippines. Ai cũng cực kỳ hung dữ, không giết người cướp của thì cưỡng hiếp châm lửa đốt người. Cảnh sát Hàn Quốc định đưa họ lên thuyền để về nước. Trong nhà tù trên thuyền, phạm nhân tử hình không có nhân quyền. Hai tay họ bị còng với ống thép, ăn uống đi vệ sinh cùng một chỗ. Mỗi phòng sẽ có hai cảnh sát hình sự canh gác bên ngoài. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng trước khi xuất phát, cấp trên lại cử một đội quân đặc biệt giám sát con thuyền. Hành trình chết chóc chính thức bắt đầu. Ban đầu mọi thứ trên thuyền đều rất bình thường, các cảnh sát còn cười đùa vui vẻ. Nhưng khi ăn cơm, những người có ý đồ xấu bắt đầu hành động. Đầu tiên là ông bác sĩ trung niên, ông ấy lén la lén lút trộm mấy ống tiêm để tiêm vào thi thể đặt ở tầng cuối cùng. Sau đó là tên côn đồ cưu tê giả làm nhân viên trên thuyền. Hắn ta giả vờ giúp cảnh sát đưa cơm, sau đó nhân lúc họ không chú ý liền cạy cửa sắt trong khoang thuyền. Trong lúc đó các phạm nhân cũng không ngồi yên, Đông Du nuốt một cái dây thép trong đống đồ vừa ăn. Nhân lúc cảnh sát lơ là liền nhè hắn ta ra từ cổ họng. Sau đó Kiêu Tê với Yong Du chia nhau hành động. Kiêu Tê tập trung mấy người và tìm thấy vũ khí trước đó được giấu trên thuyền. Yong Du sử dụng dây thép tháo còng cho mình với bạn cùng phòng. Hai đội trong ngoài phối hợp bắt đầu vượt ngục. Hóa ra mọi thứ là âm mưu từ trước. Nhưng khi nhóm của Kiêu Tê rời đi thì đụng độ với mấy cảnh sát đang đi dạo. Đó là thứ gì? Bại lộ rồi. Kiêu Tê thấy vậy liền ra tay đấm vào đầu đối phương. Mấy người thấy vậy cũng đồng loạt xông lên. Chưa tới một phút đã giải quyết ba cảnh sát. Sau khi giết người, họ ném thi thể vào kho đông lạnh. Sau đó độc chiếm phòng điều khiển, phá hủy toàn bộ đường dây cầu cứu và tín hiệu liên lạc. Dung Do cũng bắt đầu hành động, anh ta lập tức lấy còng tay siết cổ cảnh sát, sau đó đá chân khiến cảnh sát ngã gục xuống, rồi cắt đứt tai phải của đối phương. Lúc này đội tiếp ứng của QT cũng kịp thời tới nơi. Thấy cảnh sát đứng đờ đẫn, anh ta liền cầm búa đập thẳng vào đầu. Khoang thuyền chật hẹp cứ như biến thành địa ngục, khắp nơi toàn là máu. Sau khi giải quyết toàn bộ cảnh sát ở tầng này, Dung Do lệnh cho QT thả toàn bộ phạm nhân. Để họ nhận thức được anh ta mới là lão đại, Dung Do bắn liên tiếp 6 phát súng để lấy mạng một tên lắm lời. Những phạm nhân khác tự giác đi theo anh ta, chỉ có Do In với Su Treo từ chối gia nhập. Khác với những phạm nhân muốn bỏ trốn, hai người họ bị vu oan, họ muốn quay về Hàn để minh oan. Cuối cùng Dung Do không nói gì cả, vì anh ta với Do In đã từng có giúp đỡ nhau vào 10 năm trước, cho nên tạm thời tha cho hai người. Lúc này trên con thuyền có 3 thế lực thiện ác đang đối kháng. Đội quân giám sát trên đất liền, vì không nhận được tín hiệu của con thuyền, họ cũng phát hiện ra bất thường. Họ thử liên lạc với cảnh sát trên thuyền, nhưng những cảnh sát còn sống sót đang chiến đấu với QT trong phòng điều khiển. Hai bên đều bị thương nặng, QT còn lấy con tin ra đe dọa. Cũng may cảnh sát Gia Yeon dũng cảm đã phá vỡ cục diện bế tắc này. Cô ấy nhắm chuẩn thời cơ đẩy ngã QT để tạo cơ hội cho đồng đội nổ súng. Cùng lúc đó, cuộc tàn sát ở tầng dưới vẫn đang tiếp tục. Dung Do dẫn dắt phạm nhân lao thẳng tới phòng máy, thi thể trong phòng đông lạnh ngày càng nhiều, chất đống thành núi. Không ai phát hiện ra máu chảy ra từ thi thể đã chảy xuống đường ống, rơi xuống mặt thi thể. Eunji vừa tắm xong, bỗng nghe thấy tiếng vang lớn. Cô ấy lại gần cửa sổ nhìn xuống mặt biển. Thuyền cứu hộ bị lỏng rồi. Khi cô ấy vừa thở phào, ngoài cửa bỗng có bàn tay máu lao vào bóp cổ cô ấy. Bàn tay máu có sức lực rất lớn, móc luôn cổ họng cô ấy. 10 phút trước máu chảy xuống ống và nhỏ xuống mặt thi thể. Thi thể ngủ say bỗng tỉnh lại. Cùng lúc đó Yong Du dẫn phạm nhân xông thẳng tới phòng máy. Họ lấy mạng kỹ sư, sau đó cắt đứt toàn bộ đường dây liên lạc với mặt đất. Tiểu đội cảnh sát dựa theo vết máu trên sàn và chạy tới đây. Cuộc chiến chính tả lập tức nổ ra. Đàn em của Yong Du nổ phát súng đầu tiên. Hai bên chiến đấu vô cùng kịch liệt. Nhóm của Yong Du có đầy đủ vũ trang, mà cảnh sát chỉ có mỗi khẩu súng trường. Có đàn em sợ chết liền nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy. Chính vào lúc này, phía trước có thi thể nhảy xuống. Khi mọi người như chết lặng, không ai biết thứ này là cái quái gì. Cơ thể hắn ta rõ ràng đã được cải tạo, trước ngực còn có mã số. Cả người không có chỗ nào còn nguyên vẹn, thậm chí mắt cũng đã bị móc mất. Thi thể đứng trên cao nhìn mọi người một lượt. Chết tiệt. Tốc độ của thi thể nhanh kinh người, sức tay cũng rất đáng sợ. Hắn ta không chỉ có thể móc tim còn dễ dàng bóp nát đầu người. Chuyện đáng sợ hơn là súng liên thanh cũng không thể khiến hắn ta bị thương. Chưa tới một phút thi thể đã giải quyết phân nửa số người ở hiện trường. Chỉ có Dung Do không sợ chết xông tới đấu tay đôi. Ai ngờ ngay sau đó đã mất mạng. Phòng máy nhỏ bé bỗng chốc trở thành nhà tù. Chỉ có Gia Yeon với Do In nhờ có ưu thế địa hình nên may mắn sống sót. Họ nhốt thi thể vào phòng máy, nhưng hành trình chết chóc này chỉ mới bắt đầu. Không lâu sau, đội bên mặt đất đã phát hiện ra sự bất thường của con thuyền. Eung thấy sự việc chẳng lành liền báo cáo với cấp trên. Ai ngờ cấp trên lại phái ông ta đi dọn dẹp tàn cuộc. Mà người ở đầu dây bên kia có khắc mã số giống với thi thể.
Deung nhận được mệnh lệnh thì tức giận ném luôn điện thoại. Trong bóng tối, mắt phải của ông ta bỗng nhiên phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Bác sĩ dẫn ra Yeon với Jo-in tới khoang nuôi dưỡng thi thể. Ở nơi này họ tìm thấy một tập văn kiện, trên đó ghi chép về thí nghiệm cơ thể người của quân đội 731 của Nhật Bản. Thí nghiệm cơ thể người của Nhật tàn nhẫn chừng nào. Để chế tạo vũ khí hình người, người Nhật cắt đứt hai tay của người đàn ông, móc mắt anh ta, sau đó tiêm gen sói hoang vào cơ thể anh ta, cuối cùng mới khâu lại. Buổi phẫu thuật trông có vẻ thành công, nhưng ngay sau đó cơ thể người đàn ông bắt đầu co giật kịch liệt, sau đó nhanh chóng vùng khỏi dây xích, bật dậy khỏi giường phẫu thuật. Vì cơn đau cực độ và não bộ hỗn loạn, người đàn ông trở nên cực kỳ hắn tăng, này giết sạch toàn bộ người Nhật ở đó. Sau này một tổ chức của Hàn không biết từ đâu học được thủ thuật nghiên cứu cơ thể người này, thế nên vẫn âm thầm tiến hành thí nghiệm cải tạo người ở nước ngoài, mà lần này họ muốn thông qua con thuyền áp tải phạm nhân hình sự chuyển bản mẫu đầu tiên về nước. Ai ngờ trên đường đi, người cải tạo số 1 lại thức tỉnh, suýt thì giết chết toàn bộ người trên thuyền. Để lấy lại bản mẫu, lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc cử Deung dẫn một đội người cải tạo mới lên thuyền cứu viện. Cùng lúc đó, số 1 đang tàn sát trong khoang thuyền, vì có gen của sói hoang, hắn ta có thể dựa vào nhiệt độ và hành vi của con người để đưa ra phản ứng. Đại đa số cảnh sát và tội phạm đều đã chết dưới móng vuốt của hắn ta. Ra Yeon với Jo-in sau khi đọc được tài liệu nghiên cứu thì định tẩu thoát khỏi nơi này. Không lâu sau họ gặp Deung ở ngã rẽ, khi chính tả gặp nhau, Ra Yeon giơ súng cảnh cáo ông ta, "Đứng im, tôi là cảnh sát." Nhưng ngay sau đó Deung nổ 3 phát súng bắn cô ấy. Sau khi Ra Yeon ngã xuống, ông ta thậm chí vẫn còn chửi bới. Jo-in im lặng nãy giờ cũng không thể ngồi yên, anh ấy di chuyển linh hoạt tránh né viên đạn, sau đó xông tới hạ gục hai người cải tạo và đẩy ngã Deung, ép ông ta vào góc tường. Deung thấy Jo-in thân thủ lợi hại liền bảo thuộc hạ dừng tay, sau đó xé quần áo anh ấy. Ai ngờ có mã số y hệt, hóa ra Jo-in cũng là người cải tạo. Thực ra hai người họ quen nhau, nhiều năm trước Jo-in bị thương và hôn mê trong một vụ hỏa hoạn. Chính Deung đã tìm thấy anh ấy trong đống người chết. Jo-in hôn mê bị đưa vào phòng thí nghiệm làm chuột bạch, vì không chịu nổi tác dụng phụ của thuốc, anh ấy đã mất mạng, sau đó được vận chuyển với các thi thể khác tới làm thức ăn cho lợn. Nhưng khi anh ấy sắp bị róc thịt thì bỗng tỉnh lại. Sau khi thoát khỏi chuồng lợn, Jo-in giống như người bình thường, cưới vợ sinh con. Nhưng không lâu sau anh ấy thấy bản thân không già đi hơn nữa, sức lực còn rất khỏe. Cuộc sống bình yên chưa được bao lâu, gia đình Jo-in bị Deung sát hại, giờ đã gặp được kẻ thù. Jo-in định ra tay trước, ai ngờ số 1 bỗng nhảy xuống lấy mạng mấy tên thuộc hạ. Deung ngây người một lát rồi cười khẩy, chết tiệt, sau đó đá bay số 1, người cải tạo đời cũ sao mạnh bằng đời mới. Ông ta lập tức hạ gục số 1, nhưng khi định giải quyết hắn ta, Jo-in gia nhập cuộc chiến. Họ chiến đầu từ trong khoang ra bên ngoài. Trong lúc đó, Deung còn liên tục mỉa mai Jo-in, ghé sát bên tai anh ấy bảo mình đã giết chết con anh ấy như thế nào, khiến Jo-in vô cùng suy sụp. Anh ấy hét lớn, đâm Deung mấy nhát. Mấy ngày sau, có người đàn ông mặc vest tới một hòn đảo của Philippines. Anh ta chậm rãi bước vào một phòng giam, có chàng trai khoảng 15 tuổi bị xích bên trong. Trong ánh mắt đứa bé cũng phát ra tia sáng xanh, hóa ra người đó là con trai của Jo-in. Lúc này khi Deung định giết đứa trẻ, thấy đứa bé có gen của người cải tạo, thế nên ông ta đã giao cho tổ chức để làm thí nghiệm. Jo-in cũng may mắn sống sót, trôi tới một hòn đảo.